xóa cái màu tí này vào thùng rác. Nghĩa là thùng rác này, ấn vào đây cái này, nó chuyển cây này vào thùng rác, thì ta giờ là phải có cái tập tin gì đây? Được chưa? Rồi, tập tin thứ hai. Tập tin thứ hai này làm tâm tâm khoảng mất 1 phút. Xong. Đây, tôi giải thích thôi. Không giải thích thì các bạn làm tâm tâm 1 phút. Tạo tập tin xong này. Vào trong thằng này này. Ctrl A này, Ctrl C này. Và vào trong Delta Search này, Ctrl V này. Và vứt thằng này đi. Không dùng thằng này nữa. Vì đã là xóa thì không cần quan tâm trạng thái mày bằng 1 hay bằng 0 nữa. Bằng 2 nữa, không quan tâm trạng thái này bằng gì hết. Cứ thực hiện một cái thao tác cho tôi, chuyển cái màu tím này về trạng thái bằng gì? Bằng 0. Không quan tâm nó là gì? 1 hay 0 nữa. Được chưa? Vậy chạy thôi. Có đúng 1 phút không? Mất chưa? Hai mắt chưa? Ba mắt luôn. Và nếu như ta gõ tầm 7 ở đây này thì nó cũng gì? Gõ ID tầm 7 là nó sẽ báo gì? Lỗi y chang vậy thôi. Và chức năng thứ ba đó là thùng rác. Ta sẽ làm thùng rác. Đây, thùng rác. À, thùng rác mà tôi lại kích vào insert à. Đây, cái này là in. Insert, cái này là gì? À, thùng rác. Thùng rác thì không quan tâm đến ID. Thế vậy, ta mở index ra này. Rồi, cái này là index rồi nha. Còn cái này nhớ là search này. Là thùng rác này, được chưa? Vậy ta tạo cái này luôn nha, chạy này. Cho F5 lại này, chạy này. Chạy này. Thì nó vào lồi này là lồi không có gì. À, hình như nó còn cái lồi đứng trước này nè, này, nhìn này. Đây. Thiếu cái gì? Thiếu USB này. Lồi vừa rồi là lồi không có tập tin. Còn lồi mà là lồi đảm bảo này nè. Lồi đảm bảo này là lồi not found mà. Cái lồi không có tập tin nó khác. Đấy này nhìn nè. Rồi F5 cái này lại nhá. Rồi giờ ấn này. Do cái sản phẩm của chúng ta 500 mẫu tin nhưng mà nó loát hơi chậm đó nha. Hiểu không? Rồi ấn lại này. Thông rớt này. Đấy lồi này mới đúng này. Được chưa? Ta copy này nè. Rồi, cái chức năng này làm tầm tầm khoảng mất 2 phút. Đó là vào trong index này này, đây index này, Ctrl A, Ctrl C và vào trong search này. Ctrl V và lên trên cùng đổi cho tôi chữ này là thành gì? Search này. Ok. Ở đây ta đổi lại là danh mục. Danh sách. Thùng rác. Sản phẩm, được chưa? Mà đã là ở thùng rác rồi. Ở thùng rác rồi thì không có khái niệm. Không có khái niệm thêm ở đây. Vậy xóa cái chức năng gì? Thêm đi. Đấy. Và cũng không để này. Và ta sửa cái này gọi là quay về danh sách. Cái này này. Để cái này là quay về hay là gọi là thoát cũng được. Đấy, ta đặt đi nhớ là cái icon tìm này. Cái icon mới nha. Chi trừ không biết nữa. Nếu như để cái trừ đó thì ta để trừ thoát. Ok ha. Lại này nhìn này. Đúng chưa? Ấn này cái thoát này. Thoát có nghĩa là nó về dàn danh chính sách. Ấn thùng rác này. Rồi. Trong này thì ta làm gì? Trong này ta bỏ chức năng trạng thái đi. Nhớ nhá. Trạng thái không để nữa. Hiểu chưa? Rồi. Vậy trong này ta hủy cái chức năng trạng thái đây nè. Không để lại nè. If else thì không cần nè. Rồi tiếp theo. Ở chỗ này nhớ là lấy dữ liệu đồng nha. Hiểu không? Thì liệu đồng là lấy hình đồng á. Nó mà cái đó tự làm đi. Rồi cái này nè. Ta không sử dụng chức năng update ở đây. Mà ta sẽ khôi phục. Là re. Search. Và cái chức năng giới cùng này này là chức năng xóa khỏi luôn cả cơ sở liệu đi. Nghe chưa? Vậy ta lưu lại. Nhớ là sửa hai cái này icon cho nó hợp lý nha. Ví dụ cái chức năng là chức năng này này là back, cái mũi tên quay lại ấy.
hoặc là khôi phục gì đó cũng vòng vòng như đó rồi á, cho nó hợp lý là được. Ok chưa? Rồi giờ còn hai chức năng này, hiểu chưa? Rồi ấn cái này, ấn cái này thì chạy vào đây, được chưa? Chạy vào đây thì ta sẽ mở cái tập tin này lên, tạo tập tin mới. Và các bạn cũng đừng có ngần ngại đi vào trong mục Delta đó. Ai vào mục Delta đây này, Ctrl A, Ctrl C. Và trong mục gì? Trở đây. Và các bạn dán lại, đổi cho tôi về trạng thái số 2. Xong. Và nhớ là ở đây là khi mà nó quay lại thì không quay lại ở danh sách nữa, mà quay lại ở thùng rác. Mà quay về thùng rác, tại vì ta đang đứng ở thùng rác, ta xử lý thì quay về là quay về thùng rác. Vậy ở đây ta sẽ đưa cái tham số ở đây là gì? Được chưa? Đấy. Và chức năng này cũng là chức năng cập nhật luôn, hiểu không? Đấy. Rồi, chạy này. Nhìn nhá, cái màu tím số 2 này, màu tím số 2 tôi khôi phục này. Cậu mất chưa? Quay về này. Nhìn các bạn nhìn thấy màu tím số 2 nó nằm đây này. Và trạng thái nó bằng 2 này. Hiểu chưa? Ban đầu bên kia là trạng thái bằng 0 thì chuyển về là bằng gì? Bằng 2. Không nên chuyển về bằng 1. Nguyên nhân là nó đang ở rác, nó chuyển về thì ta chuyển về ở trạng thái 2, ta xem xét lại thêm một lần nữa thì ta kích hoạt một kích, thì ở bên trong người dùng người ta mới gì đấy, chứ không nên bật lên. Rồi ta đi vào thùng rác, còn một cái nút xử lý nữa là nút này, xóa vĩnh viễn luôn. Vậy tạm thời ta sẽ xóa cái màu tin số 3 đây nhá, được chưa? Ấn vào đây, ấn này thì nó chạy đến đây, và cái tập tin này là gì? Rồi. Và tập tin này thì tất nhiên nó sẽ khác với những cái tập tin vừa rồi nhá. Ctrl A, Ctrl C này. Rồi, giải thích này. Bước đầu tiên ta lấy ID. Được chưa? Và chú ý, ta chỉ xóa những màu tin nào mà ở thùng rác thôi, chứ không phải thùng rác thì không được xóa. Hiểu không? Chỉ những màu tin mà ở thùng rác thôi mới được xóa. Hiểu gì? Sao vậy? Ở đây là lấy màu tin gì cũng được, đúng không? Vậy ở đây ta thêm một cái điều kiện là trạng thái gì? Bằng 2. Bằng 2 là ở trạng thái gì? Bằng gì? Bằng 0. Chỉ xóa những màu tin mà trạng thái nó bằng gì? Bằng 0. Được chưa? Còn bằng 2 với bằng 1 nó không được xóa, tại vì có đến lúc người ta tự gò đường link. Người ta tự gò đường link, hiểu không? Đấy. Và xuống đây ta cùng kiểm tra xem cái thì màu tin nó tồn tại hay không nhỉ? Không tồn tại. Và trong cái chức năng này thì không có cái những thứ này nữa. Và xóa thì không cần giữ lại giá trị. Đấy. Và ở đây hiển nhiên ta sẽ gọi cái kia là nhỉ? Và ta chỉ đưa vào ID, đúng không? Và xóa thành công thì nó sẽ quay về gì? Thùng rác. Nhưng trước khi xóa thì ta phải xóa hình trong cơ sở liệu đã, được chưa? Hình nhá, phải xóa tấm hình đó. Do vậy ta dùng một cái hàm kiểm tra này, insert này, hình là file gì? Exit này, được chưa? Cái này là kiểm tra xem nó đường link của tấm hình nó có tồn tại không, đúng không? Rồi, ta đang đứng ở trong admin thì đi ra khỏi admin này. Đi vào public này. Đi vào email này. Và đi vào roadmap này. Và ta sẽ nối với cái tấm hình gì? Route. IM nhớ này, đi vào đây là tồn tồn tại này,
Mà tồn tại thì ta sáng nay ta có học rồi, dùng cái lầm là gì đó, ân nhí, ân linh này. Và ta chỉ cần là đưa cái đường dẫn thôi. Tham số này có thể để nôn, được chưa? Và đường dẫn thì ta đưa ở đây. Không nên xóa luôn nhé. Phải ít, ít mới xóa, không nó bị lồi á. Hiểu chưa? Có thì mới xóa, còn không có thì đừng có gì xóa, được chưa? Rồi sau đó chạy đến đây để thực hiện xóa này. Mà cây này thì ở đây ta viết lệnh nhá, bên gì giờ nó ra rất là gì nhiều rồi đây, đây, được chưa? Và ta chạy thử ấy, nó xóa được là chứng tỏ cái câu lệnh này thành công, đúng không? Hôm nay ta test chưa không biết nữa, và ta chạy thử này. Số 3 mất chưa? Sao biết? Muốn chắc ăn thì vào đá ta vay. Đây, cả lớp của chúng ta. Sẽ chỉ update, thank you. Yeah. Bạn Robert, thế nào ta mà xóa mẫu tin số gì? Số 3, giờ số 4 đừng còn nha. Ta xóa số 4 luôn đi. Các thử nào, xóa số 4 này. Rồi mất, xóa bên này. 4 mất chưa? Đấy, là xóa, thành công. Vậy giờ trong số bài này còn lại hai chức năng là khó nhất. Và hai chức năng này gần như là trang nào cũng bị từ làm hết, không kế thừa được. Yeah. Không kế thừa được, hoặc là kế thừa nhưng mà rất là gì? Khó.